Cháu Trinh xin chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với tập phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Quý bác Nguyễn, hôm nay thì anh Kha đã lấy máy ra đến nhà của em Hưng rồi đây các bác. Hiện tại là đang trên đường đi vào nhà của em Hưng. Hôm nay là cháu Trinh cùng với cả em Hưng là sẽ ra đây để đón anh Kha. Tại vì là những cái đường đi vào bản đấy các bác thì sẽ có những cái dây điện rồi đường ống nước là người ta vắt qua đường ấy, cho nên là chú cháu phải xuống đây để cầm theo một cái cây và sẽ nâng cái dây điện lên để không bị mắc vào máy xúc. Ở đây là máy xúc thì là máy nhỏ ấy các bác, máy xích, cho nên là sẽ không đi đường bản được thì phải lấy xe chở. Và anh Kha thì có cả xe với cả máy luôn, thì anh ấy sẽ lấy cả hai ra đấy, coi như là xe để lấy chở máy ra đây rồi sẽ lấy chở cả đất luôn các bác. Như hôm nay anh Kha lấy máy ra đến đây thì ngày mai là bắt đầu tiến hành đào rồi đây các bác. Hôm nay là một ngày rất là vui luôn các bác ạ. Hiện tại thì đã là 5 giờ chiều rồi, chúng cháu cũng ở đây đợi được một buổi rồi các bác. Và hôm nay ra đến nhà của em Hưng ấy chỉ có đợi đến cái giây phút này thôi là chúng cháu cũng đã vui lắm rồi. Hôm nay là anh Kha có đi một mình thôi. Ra đến cái đoạn đường đi vào thôn là anh ấy gọi chúng cháu xuống để mà hỗ trợ anh ấy lên rồi. Hưng là đang ngồi trên xe kìa các bác. Cái đoạn đường này đi vào nhà của em Hưng ấy thì cũng là một đoạn đường phải lên dốc, và cũng là đường bê tông rồi các bác. Đường bê tông lên đến nền nhà luôn. Đoạn đường thì cũng không có đoạn nào là khó cả. Ngày mai khi mà anh Kha đào ấy thì chúng cháu sẽ cho em Hưng là học anh Kha lái máy luôn các bác, để coi như là cho em ấy có cái nghề. Chắc hẳn là quý bác anh chị cũng đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay thì cũng đã không phụ sự kỳ vọng của quý bác anh chị. Anh Kha đã lấy máy ra đến nơi rồi. Như cháu Trinh thấy là hôm nay anh Kha cũng không có mang xe máy lên, khả năng là anh ấy sẽ tính là ngủ lại ở đây. Bây giờ đi đến nơi thì khả năng là cũng gần tới rồi các bác. Vừa theo sau vừa hít bụi, vừa nói chuyện nữa là bây giờ coi như là bụi nó vào cổ họng hết rồi. Cái đoạn này thì cũng không có nhiều dây điện các bác ạ. Lâu lâu thì có vài hộ dân là kéo dây điện qua cái đoạn đường ấy, cho nên là phải đi theo để lấy cái cây nâng lên.
tầm tuổi của em Hưng hiện tại là có thể học lái máy được các bác, cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Và độ tuổi này thì em ấy có thể là chọn cho mình những cái nghề đấy, và nếu mà em ấy thích học nghề lái máy ấy, thì có thể là sẽ cho học anh Kha. Mấy ngày hôm nay anh Kha ra phụ em ấy đào nền thì sẽ để cho em ấy học, để khi mà đào xong nền nhà thì em ấy sẽ biết lái máy luôn. Và Thấm Trình cùng với cả anh Quyền đấy cũng cùng nhau góp để mà mua một cái máy xúc, máy cũ ấy các bác, để mong muốn là nếu mà mua được về nhà dùng tốt ấy thì sẽ cho em Hưng đi học nghề và để em ấy lái máy. Vừa đi theo vừa cầm máy quay là mỏi tay lắm các bác, một tay thì đi xe, một tay thì cầm điện thoại để quay. Bây giờ phải đi nửa đường nữa thì mới đến nhà được. Ở phía đằng kia là gặp một cái dây điện này. Đấy, Hưng là phải kêu lên. Khả năng là cháu Trình phải đi xa xa thôi, đi gần là hít bụi, giờ khả năng là trong cổ họng là toàn là bụi hết rồi. Đường thì toàn là đường dốc, đường đèo thôi. Và những cái con đường này các bác, nếu mà có xe ô tô mà đi ngược chiều là sẽ rất là khó để mà tránh. Và cũng rất là hiếm thôi. Xe thì khả năng là một tháng thì chỉ có đi qua vài lần thôi, nếu mà không có công trình gì ấy. Sau một hồi di chuyển thì hiện tại cũng đã gần đến chỗ nền đất của em Hưng rồi các bác ạ. Nền đất của em Hưng là ở phía đằng kia. Quả đồi phía đằng kia kìa các bác. Đấy, bây giờ đã ra đến đây rồi. Nếu mà là đường thẳng ấy thì đi rất là nhanh thôi. Ở trên bản ấy thì máy xúc cũng chỉ loại bé như thế này thôi các bác, loại to là không thể lên được. Cái đường rất là vòng vèo luôn các bác. Cái quãng đường ở trên vùng cao ấy, một cây số thì khả năng là ở dưới đồng bằng phải đi được tầm 3 cây rồi các bác. Tại vì đường nó rất vòng. Ví dụ như từ đây mà đi sang quả đồi bên kia, nếu mà đường thẳng ấy thì đi rất là nhanh, đằng này nó phải vòng vào tít trong kia thì mới lại tiếp tục vòng ra.
Bây giờ là đi vào tầm khoảng 500m nữa là đến rồi các bác ạ. Vượt qua con suối này, bắt đầu đi men theo con đường này, đi lên trên kia là đến nền nhà của em Hưng rồi. Và bắt đầu đến đoạn này là đi khá là khó các bác. Đoạn đấy là bị sạt lở với cả là một con suối. Đường ở đây thì rất là bé luôn. Những cái đoạn mà cua ấy là phải đánh lái rất là cẩn thận và phải có tay nghề ấy các bác. Phải lái xe rất là lâu năm rồi thì mới đi quen con đường này được. Nghề lái xe là rất là nguy hiểm ở trên vùng cao ấy các bác. Dưới thành phố thì có thể là nhiều tai nạn, nhưng mà trên vùng cao ấy nhiều khi là đi những cái con đường này này là đi không cẩn thận, trở nặng như thế này là nó cũng hay bị sạt đấy các bác. Bị lún này, rồi những cái đất mà những cái tả ly ấy, nó đất mềm quá là nó cũng hay bị lún xuống, bị sạt. Thưa bác, là vừa nãy thì xe ra đến dưới kia là bị sa lầy ấy các bác. Hiện tại là đã lên được rồi, gần ra đến đây rồi các bác ạ. Và từ đây lên đến chỗ nền nhà của em Hưng là chỉ còn một đoạn nữa thôi là đã đến rồi. Ở đây thì có những cái khúc cua rất là gấp ấy các bác. Cua gấp cho nên là lái xe phải đánh lái đi tiến rồi lùi, mất rất là mất thời gian với cả đường dốc nữa. Ở đây là có một sợi dây điện này. Đấy, xe ra đến dưới kia rồi. Hưng là đang đi theo xe để mà lấy cây khều dây điện ra để đỡ mắc ấy các bác. Dây điện này cháu chỉnh xe thử xem. Bẻ cái cột này sợ nó bị đổ. À đây được. Em Thuận với cả Hưng là ra đây đợi khá là lâu rồi các bác. Đây Thuận đây.
Tuấn ơi, đừng đi sát, chạy ra đây. Cuối cùng đã ra đến nơi. Wow. Đã ra đến nơi rồi đấy cô bác. Rồi, cắt dầu rồi biết không rồi. Dạ. Cắt dầu ấy. Vâng, bỏ xuống chưa? Rồi, kia rồi. Rồi à? Ừ. Đi một mình thôi anh. Có thằng em Mai nó mới sang. À. Mày ra mày nhặt về thì anh Kha là lái máy với cả lái xe là hơn chục năm rồi các bác ạ. Quá trình mà lên xe xuống xe như này là phải đòi hỏi kinh nghiệm rất là cao thì mới có thể làm được đấy. Công đoạn thế này thì ai mà lên xe xuống xe được mới gọi là có kinh nghiệm. Đấy. Nào đứng đi gần nhá. Cô ở đây. Né ra. Nhìn anh ấy hạ rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi, cuối cùng cũng đã hạ được máy xuống. Tớ Trình cứ nghĩ là khi mà hạ ấy là phải đào ở đây, sau đó là đẩy xe vào để hạ xuống chứ. Tối nay là phải ở đây trông máy đấy anh nhỉ? À. Đẩy sang bên này quá rồi anh ạ. Rồi. Đẩy vào tí nữa anh. Dây chả biết căng thế nào ấy, bây giờ phải anh ra thì mới hỏi ý kiến của anh được. Trước căng nó loạn hết, chả biết căng đường nào. Bây giờ cứ đấy, cọc đấy 20m rồi căng lên 20m rồi căng rồi. Vâng. Đấy, trên kia căng rồi thì. Vâng, trên kia em căng rồi nhưng mà nó kiểu là trên kia căng nó dài lắm, nó phải thò ra tít đằng kia cơ, 20m đấy. Đó, cái đo đủ 2m thôi. Vâng, có nghĩa là đo trên kia thôi.
Còn dưới này thì sẽ đào thẳng xuống. Vâng. Ở đấy là có sợi dây rồi. Nào Hưng chào con các bà đi. Đó, con chào con các bà. Từ nào. Từ chú. Nào. Quay ra đây. Con chào con các bà, chào cô các chú ạ. Hôm nay có vui không? Có anh ạ. Tuân ra đây nào. Đây chào con các bà nào. Con chào con các bà. Hôm nay có vui không? Có. Bây giờ mai là ra đây xem máy xúc nhá. Còn Hưng là mai ra đây học anh Kha lái máy nhá. Đào luôn. Có dao chưa? Lấy con dao về để bây giờ sẽ đi cọc. Đóng cọc đầu trên kia. Chắc cũng muộn rồi chú ấy bạt không được nhìn nữa. Nếu mà muộn ấy thì sáng mai phải ra làm sớm nhá. Vâng, sáng mai em ra với chú sớm. Chú là tối nay sẽ ở đây trong máy đấy. Vâng. Nên là tối là gọi chú lên nhà ăn cơm. Vâng ạ. Đất ở đây là toàn đất, không có đá đâu các bác, đất mềm. Đấy anh ra đến nơi là không kịp nghỉ ngơi là anh tiến hành đào luôn các bác, không nghỉ một phút giây nào luôn đấy, làm rất là nhiệt tình. Quãng đường mà anh di chuyển ra đến đây thì cũng phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Đấy. Hy vọng là khoảng thời gian này sẽ không có mưa. Đấy, để tiến hành đào xong nền nhà cho em Hưng. Theo anh Kha tính toán ấy, thì anh ấy bảo là khả năng là chỉ mất tầm một tuần thôi là sẽ đào xong. Cái củi trên này mai phải dọn nhá. Dọn để sang tiếp bên này. Căng dây là dây phải ra thò ra đến tận bên này mà. Xem có cái cây nào cần chặt thì mai phải đo chặt luôn. Tổ này là nấy chia cho bác ấy một nửa rồi à Quân? Chia nhau rồi. À, đây các bác, đây là tổ ong của em Quân này. Tổ trình tiện thể là ra cùng cả em Quân, sẽ phụ em Quân là vát luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ xe để vào khăn xô này, sau đó là vát các bác nhé. Ui, đặc sánh luôn này. Wow, mượt đẹp thật, với cả rất là thơm luôn. À, nếu mà đi tìm mà tổ ong ấy thì mình làm như thế nào mình mới tìm thấy đấy Quân? Mình lấy một cái gì đó thơm thơm xong là mình cứ cầm theo, có con ong nào mà nó về ăn cái mình đang làm mồi ấy, xong là đi theo nó. À, có nghĩa là phải làm mồi để câu các bác, câu con ong ấy. Chúng cháu mỗi lần vắt xong mật ong là chúng cháu sẽ lấy sạt, và cái khăn này chỉ chuyên để vắt mật ong thôi.
nên là quý bác anh chị cứ tin tưởng về chất lượng với cả là về những cái sản phẩm em Quân làm ra thì em ấy rất là sạch sẽ luôn các bác. Wow, trong vắt. Wow, đặc lắm các bác đây. Rất là đặc luôn. Đặc sánh luôn. Khi mà vừa vắt xong thì nó sẽ nổi bọt lên như này này. Đấy, cho nên là nó chưa thể mà trong được ấy. Và em ấy vừa mới khai thác về nữa, trong cái lúc mà vận chuyển đi lại nữa. Đấy, sau khi mà xem được cái thước phim này, quý bác anh chị muốn đặt hàng của em Quân thì có thể là liên hệ trực tiếp với cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi ở trên màn hình của bác nhé. Bóp như này sau khi mà gửi xuống thì nó sẽ không bị bung nắp ấy các bác, tại vì nó hơi nó rất là căng luôn. Mà đông khi vừa mới vắt xong đấy, phải bóp. Không bóp là quá trình vận chuyển là nó nổ. Đúng, Trình dán là một cái tem to thế này, trong đó là có cả công dụng cách dùng của mật ong. Thì quý bác anh chị mà còn chưa biết sử dụng ấy thì có thể là đọc về cái công dụng và cách dùng của nó các bác nhé. Con rất mong là các ông các bà sẽ ủng hộ sản phẩm mật ong của con để con có kinh phí đổ xăng đi học và có tiền ăn sáng ạ. Thưa bác, là hôm nay là có cả chị Hiển là lên cùng cháu Trinh. Đấy, chị Hiển, anh Quyền thì hôm nay đi vắng các bác, có hai chị em lên. Hôm nay Hưng với Thuận là rất là hào hức luôn các bác ạ. Ra đợi từ lúc 12 giờ trưa rồi. Và từ tối hôm qua thì anh Kha đã gọi điện cho cháu Trình là anh ấy lên đây. Đấy, và anh ấy không dám chắc là hôm nay lên hay là ngày mai lên. Nhưng mà sau khi mà xong việc thì anh ấy đã lên đây luôn. Đấy. Và lên đến đây là anh ấy tiến hành là đào luôn. Đấy, không có thời gian nghỉ ngơi. Đất thì sẽ đảo đổ xuống dưới kia. Đấy, bây giờ là sẽ xem chỗ nền đổ đất. Mai thì sẽ cho em Hưng là ra sớm để mà đóng cọc ở trên kia. Chú bảo là đo phía đầu trên kia thôi các bác, đủ 20 mét ở trên kia, sau đó là đào vuông góc xuống. Đấy. Đất ở đây thì hoàn toàn là đất không có đá các bác nhé. Đấy, dạng đất đất cát. Khả năng là phía bên này thì anh Kha quá quen thuộc rồi, tại vì cái con đường này trước là anh Kha mở các bác. Với cả là thời gian này thì anh Kha cũng hay ra đây đào ruộng ở đây. Và đợt trước thì khi mà anh Kha ra đây đào ruộng cho bà con ở trong này ấy, thì khi đó em Hưng mới biết đến anh Kha và lấy số. Và cũng là một cái cơ duyên đấy các bác. Anh Kha là cũng là Hưng tìm được, tìm thấy, tự tìm lấy số điện thoại và gọi cho anh Kha. Sau đó thì em Hưng bảo là anh Kha chỉ lấy tầm 30-35 triệu thôi. Đấy, rồi cháu Trinh mới lấy số anh Kha rồi gọi cho anh ấy. Thì sau khi mà bàn bạc thì như thước phim trước ấy, anh Kha cũng bảo là anh ấy chỉ lấy 30 triệu thôi. Đáng lẽ ra là anh ấy lấy 35 triệu, nhưng mà anh ấy sẽ hỗ trợ cho hai anh em là 5 triệu. Anh ấy lấy 30 triệu. Đấy, thì nếu mà quá trình mà đào đất có nhiều quá đấy các bác, thì cháu Trình nghĩ là tầm 35 triệu đổ lại là vẫn được. Đấy, so với người khác ấy thì người ta hô giá lên 120 triệu, rồi một người thì là 65 triệu. Đấy, bây giờ đến anh Kha đấy, anh ấy chỉ lấy 30 triệu thôi, thì nếu mà có lỗ quá ấy, thì tầm 35 triệu đổ lại là cháu Trình nghĩ là vẫn hợp giá các bác ạ. Kéo ra đi Hưng. Dạ. Cái chuối bên kia kéo ra đi. Kéo ra để tít đằng kia. Đây anh Kha ra là đào luôn.
không kịp nghỉ ngơi gì. Rất là có tâm với cả công việc các bác. Và mấy ngày hôm nay chúng cháu cũng thường xuyên giục lắm. Coi như là hôm nào cũng gọi điện cho anh ấy, rồi giục anh ấy bảo là ra làm nhanh nhanh hộ chúng cháu. Cũng lâu lắm rồi, tìm máy được hơn một tháng rồi. Anh nhìn quá trình đào là rất thích luôn, không gặp một hòn đá nào, đất toàn là đất mềm. Dạng đất này ấy, thì như anh nói ấy, thì là một khối chìm bằng hai khối nổi ấy. Thế thì những cái vấn đề đó cho trình không chuyên ấy thì cũng chả biết. Bây giờ giáo trình sẽ cho em Hưng là đi lên nhà để mà nấu cơm trước đã. Để xíu nữa sẽ cho anh Kha ăn cơm ở đây. Và khả năng là tối nay anh Kha sẽ phải xuống đây để ngủ đây đấy cô bác. Đấy, những anh, những chú lái xe là sẽ đi đến đâu là ngủ ở đấy luôn. Cho lên nhà em Hưng ngủ là không ngủ đâu. Chú sẽ ngủ trong cabin này này, để trông đồ đạc. Chứ ngủ ở trên kia là mai xuống đây là mất hết đồ đạc. Tối nay là chú phải trong máy ở đây cả tối luôn. Ở trong này là chú có mang một bao chăn này các bác. Để tối nay chú sẽ ngủ ở đây. Bên trong là có hộp mì tôm nữa. Đấy, mấy bộ quần áo là mang ra thay luôn. Đấy, để xa xa ra. Chuối này là chuối chủ đất đây đúng không? Không, chuối này là chuối của bác bên à. Bác cho đổ đất nhờ ấy, đúng không? Mấy cái chuối này không thể giữ được rồi. Rồi bây giờ Hưng là đi về nhà nấu cơm trước đi nhé. Ừ, tí nữa tối đi về nhà xong là đi xem lên xá lấy về một con ngan. Tí nữa anh trả tiền nhé. Ừ, lấy một con ngan để làm thức ăn cho anh Kha. Tối nay là anh ở đây trông đồ đấy. Em đi lên đây. Là sẽ lên trước để nấu cơm trước các bác nhé. Chứ nữa tao trình xe cùng với cả anh Kha là lên sau. Thưa bác là vừa rồi thì cháu Trình đã cho em Hưng đi về nhà nấu cơm rồi. Đấy, tí nữa cháu Trình xe cùng với cả anh Kha là lên nhà của Hưng Thuận ăn cơm. Sau đó thì cháu Trình di chuyển đi về. Còn anh Kha xe ở đây để trong máy các bác nhé. Hôm nay là cháu Trình có đi với cả chị Yển này. Thuận là đang giữ không cho chị Yển về đấy. Cháu Yển bảo là kéo chị Yển ở lại để ăn cơm xong mới được về. Cháu Trình lên là cũng bị kéo mấy lần đấy các bác. Nhà đi nhà đi bận mà em ấy cứ kéo này, rất là tình cảm nữa các bác. Xem máy xúc đào này Thuận. Dạ, xem máy xúc kìa. Cứ giữ chị Yển là không cho về. Chị Yển thì sẽ đi về trước, còn cháu Trình thì sẽ ở lại để đưa anh Khang đi, anh Kha đi lên nhà của Hưng Thuận. Thước phim đến đây thì cũng khá là dài rồi, cháu Trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Cảm ơn các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này, mật ong khoái rừng với cả mật ong hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Cải Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trình sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trình rằng là
Dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn? Đây thì chú Trinh có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Chú Trinh sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trinh đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trinh đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trinh khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trinh muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị, đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý ông bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đấy, thì quý ông bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho giáo trình để giáo trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà giáo trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng các bác nhé. Đây, còn trước mắt của các bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau, các bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng, rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao các bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại, một là sẽ sản xuất bằng máy các bác nhé, đây là sợi miến được cắt bằng máy, còn đây là sợi miến thủ công các bác nhé, thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối các bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô các bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé, có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới các bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây, đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên, hoặc là lấy xay làm sữa, lên nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Giờ mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ, phụ giúp bà con các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.